Yamaha Lexam làm nồi thời điểm sửa xe Khánh cho trẻ em mạnh bắp tiết kiệm xăng nha nè. Xe này nồi quá keo đi nè, chủ xe đem qua đây tiệm làm ha. Anh em nào chạy xe Lexam mà nồi bị keo máy keo chạy không bốc keo xăng qua tiệm Khánh làm ha, bao nhiêu ngon lành cho anh em. Yamaha Lexam nha, 59 đi một chủ xe nha, chủ xe ngồi coi làm luôn ha. Nhiều anh em thắc mắc không biết chỗ nào sửa xe Lexam hoặc là xe RSFI, xe ga lai số thì cứ qua tiệm Khánh làm ha, Khánh có nhận làm hết nha anh em. Ga Lexam bảo vệ ngon lành cho anh em, bao em. Anh em đến địa chỉ 462-15-32 ha, phường 2 quận 10, gần chỗ ngã tư Thành Thái với 32. Rồi, chào anh em ha. 8 này ha.